bị thu quỹ 1 triệu đồng tri ân 20 tháng 11, phụ huynh bức xúc khi hội trưởng hội phụ huynh toan chọn người giàu. Mới đây, một phụ huynh học sinh đã đăng tải thông tin một đoạn tin nhắn của một hội trưởng hội phụ huynh học sinh về việc chuẩn bị tri ân thầy cô nhân dịp ngày 20 tháng 11. Theo đó, hội trưởng hội phụ huynh học sinh đã tính toán về tổng ngân sách chi cho ngày 20 tháng 11 là gần 21 triệu đồng. Cụ thể, phụ huynh được đề nghị góp thêm vào quỹ lớp mỗi người 1 triệu đồng để chuẩn bị quà cho các giáo viên, bao gồm quà, sổ, thiệp, hoa và một phần hiện kim nho nhỏ, tùy vào mức độ nặng nhẹ của các môn học mà có sự điều chỉnh phần quà khác nhau. Chẳng hạn 12 giáo viên bộ môn mỗi người 1 triệu 60 nghìn đồng, bao gồm sổ, thiệp và hiện kim. 4 giáo viên Anh văn quốc tế mỗi người 1 triệu 60 nghìn đồng, bao gồm quà và thiệp. Riêng giáo viên chủ nhiệm là 3 triệu 60 nghìn đồng, còn dư ra bao nhiêu sẽ trích để đi liên quan nho nhỏ. Đặc biệt tin nhắn còn kèm theo lời nhắn nhủ: đây là công việc tự nguyện không bắt buộc. Ngay sau đó, một phụ huynh đã lên tiếng cho rằng 1 triệu đồng cho một học sinh trong thời buổi kinh tế khó khăn là quá cao, trong khi mọi người vừa đóng quỹ, mỗi người 800 nghìn lúc đầu năm học. Thậm chí phụ huynh này còn đề nghị muốn được tự tri ân riêng cho các thầy cô. Phụ huynh còn chia sẻ rằng bản thân đang hơi bị hoang mang khi lỡ cho con vào lớp có hội phụ huynh giàu quá giàu, vì mới nửa đầu học kỳ 1 đã đóng quỹ gần 2 triệu đồng. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại sau khi xem qua đoạn tin nhắn: kêu tự nguyện mà thử không đóng xem, học sinh và phụ huynh học sinh có thành cá biệt không? Không bắt buộc nhưng phụ huynh nào không đồng ý thì cuối năm sẽ biết kết quả học tập của con như thế nào. Đi học phụ huynh ghét nhất mấy người hay vẽ vời này, thời buổi khó khăn mà cứ thích làm họa sĩ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.